Hello quý anh chị, lại em Đức đây. Mến chào quý anh chị đến với kênh Đức Ô Tô Cũ Sài Gòn. Số điện thoại em là 0889 922 878. Cũng chuẩn bị tới dịp lễ 2 tháng 9 này. Chúc quý anh chị có một kỳ nghỉ lễ tốt đẹp, hạnh phúc và đi chơi thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng bên gia đình nha. Để tiếp tục hoàn thành tốt công việc. Thì hôm nay em lên sóng một con xe 7 chỗ cực kỳ rẻ luôn. Nếu so với Fortuner thì tiết kiệm tới 200 triệu so với bản cùng đời nha. Đây, xe đến từ Nhật Bản, Nissan Terrace bản 1 cầu số sàn đời 2019, đi 53.000, giá bên em đang chào bán là 749 triệu, nhập Thái nha, nhập Thái đấy, 749 triệu còn thương lượng. Nếu như quý chị so với Fortuner mà số sàn máy dầu đời 2019 á, thì giá lâm quanh tầm 900 hơn, 950 hơn, thì đấy, mua con này tiết kiệm được 200 triệu đấy quý anh chị. 200 triệu là 1/3 số tiền đó, nhưng mà vẫn mang trong mình là thương hiệu Nhật Bản nè. Đấy, dạng hành em máy, máy móc gầm bể chắc chắn, khung gầm an toàn, bảo trì bảo dưỡng rẻ đây, rất là nhiều luôn đây. Nói chung thì tại sao nó rẻ hơn thì lý do là Nissan ở Việt Nam chưa thịnh hành, với lại các đại lý thì cũng chưa có nhiều, thì nhưng mà vẫn đảm bảo quý anh chị là thay thế phụ tùng, bảo dưỡng đồ rất là ok nha, không có vấn đề gì. Đấy, xe mang cho mình sẵn luôn Nissan màu trắng nè, liền lạc đồng màu từ trước ra sau nha. Quý anh chị kinh doanh á, đăng ký kinh doanh hay là đi gia đình đều rất là sáng xe nha, xe đi về kinh doanh rất là ok nha quý anh chị. Đấy, quý anh chị xem mà gầm bệ xe rất là cao nha. Đây, bóng bi luôn nè, trang bị sẵn cho mình bóng bi biển số 83 ở Sóc Trăng, thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sơn tên toàn quốc. Quý anh chị yên tâm về hồ sơ pháp lý toàn quốc luôn nha, mâm 17 anh, mâm 17 anh, mâm 17 anh, vỏ mâm 17 anh. Thì trang bị cho mình phanh đĩa nè, phanh đĩa luôn nha, phanh đĩa trước thì để em xem phanh đĩa ở phía sau luôn. Đây, vỏ còn vậy cô luôn, trang bị sẵn cho mình là cái bệ bước nè. Đây, ốp tay nắm cửa, phim bích nhiệt đầu đồ đầy đủ, đăng kiểm còn đến tháng 12 năm 2023, vô tư dụng luôn, xe rất là sáng nha. Đây, cái sơn màu trắng nè, quý anh chị rất là thích màu trắng nha, mua xe về đi gia đình, đi gia đình hay đăng ký kinh doanh rất là ok nha, rất là tiết kiệm luôn. Máy này máy dầu nha quý anh chị, máy 2.5 cho ra công suất 188 mã. Cái phiên bản S này là cái máy là mạnh nhất trong hết tất cả các phiên bản E, phiên bản L nha quý anh chị, 188 mã nha, đi cực kỳ tiết kiệm luôn. Máy dầu mà lót sàn 5D, bọc trần 5D, chủ đi rất là kỹ nha. Xe này một chủ sử dụng từ đầu, hết xe không đăng ký kinh doanh. Để gầm bệ chắc chắn, chắc nịch, còn gì, còn máy tinh. Đấy, xem bản S nha, bản S là bản tiêu chuẩn, trang bị camera, cảm biến lùi đầy đủ nè. Nhìn cái nhìn cái phần sau xe nè, rất hầm hố nha, xe rất là sáng nha. Cạo đây, gầm bệ chắc chắn, chắc nịch, gầm bệ còn máy keng. Đây, tắp ly tắp lô bóng bảy, rất là bóng bảy nha, xe cái nỉ nội thất màu nâu, nhìn rất sáng nha, mọi thắt chứ nông tông màu nâu này mà ngoại thắt mà là màu trắng, nhìn rất sáng xe nha. Đây, lót sàn cho mình luôn nè, rất tiện lợi luôn, có cửa gió điều hòa ở sau luôn, em đang mặc máy đang bật đèn á, cửa gió cực kỳ mát nha. Đối với dòng xe Nhật á, là dàn lạnh cực kỳ sâu nha quý anh chị, yên tâm. Đây, cửa gió điều hòa ở trên, cửa gió hàng thứ ba luôn, bọc trần, chữ nhiệt, cách âm rồi cực kỳ tốt luôn. Đây, tiết kiệm được 200 triệu thì tại sao không chọn Nissan Terrace, tại vì chỉ mang trong mình là ít đại lý nhưng mà vẫn đảm bảo đủ điều kiện nha, phụ tùng đồ đầy đủ nha. Đây, bảo dưỡng khu lịch sử hãng tại Nissan Cần Thơ luôn nè. Đây, ghế thì ghế cơ, đầu cơ bền bỉ hơn quý anh chị, số là số sàn. Đây, để em bật gió nhỏ lại nó hơi ồn xíu. Đây, tại lái vô lăng thì không có nút bấm gì hết, đầu cơ dùng đầm chắc bền bỉ quý anh chị, không phải như đầu điện mà dễ bị hỏng giặt giống như Fortuner thôi. Ô đô chuẩn 53.204 km luôn nha, bên em cam kết bằng giấy tờ nhân bản ô đô chuẩn nguyên zin từ A tới Z, lên cho mình luôn cái màn hình Android, nghe nhạc, giải trí, xem phim, lướt web, đồ chở hành khách hay là đi gia đình, trẻ em trẻ nhỏ cực kỳ thích, hành khách cũng rất là ok nha. Đây, cửa gió điều hòa nè, điều hòa thì cực kỳ sâu luôn,
cổng sạc rồi đầy đủ. Nói chung là đồ cơ bản giống như Fortuner vậy đó, đồ cơ bản, đồ cơ là nhiều để sử dụng bền bỉ chắc chắn. Đây có cảnh báo va chạm phía sau, lên sẵn cho mình cái thảm nè, thảm tốc lô cực kỳ sáng nha, rất dày nha. Đây, các màn bọc này trên đây còn chưa tháo xong nữa nè quý anh chị. Chủ đề giữ kỹ nha, một chủ sử dụng từ đầu, xe không đăng ký kinh doanh. Đây, cái phần này nè, phần này như là em thấy là dán carbon nè, dán carbon giả carbon nè. Chủ đi giữ anh kỹ, nói chung là xe mà chủ đi giữ kỹ rất là thích nhau anh chị, rất là ok luôn, chắc chắn thì máy móc nguyên xin, bên em cam kết bằng giấy tờ văn bản mà. Để mở máy cho quý chị xem. Đây, ốc ác kèo chỉ mối nói nguyên xin từ A đến Z, xe không đâm đụng tai nạn thì kích hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao test hãng toàn quốc luôn. Quý anh chị yên tâm, thì bên em bán xe số lượng lớn nên phải cam kết uy tín rõ ràng bằng giấy tờ văn bản. Xe có hơi bụi xíu thì bên em sẽ spa dọn rửa lại nguyên xin. Xe máy móc mà hơi bụi thì chắc chắn nguyên xin hơn nha quý anh chị. Đây, bóng bì là nhìn cực kỳ sáng luôn nha. Rồi, chốt lại luôn. Bên em đang chào bán một con Nissan Terra S bản tiêu chuẩn, số sàn, máy dầu, một cầu, đời 2019 nhập Thái, đi 53.000, giá bên em đang chào bán là 749 triệu. Còn thương lượng, nếu như quý anh chị thấy được video này á, alo cho em đứt sớm đi. Em hỗ trợ tối đa luôn, giảm giá, hỗ trợ cho quý anh chị lấy con xe đi liền, phục vụ dịp lễ đi gia đình cực kỳ tốt luôn, máy dầu cực kỳ tiết kiệm luôn. Đây, tiết kiệm hơn 200 triệu, tại sao không chọn Nissan Terra? Đấy, form dáng thì y chang như Fortuner, vẫn là hàng Nhật Bản luôn. Đấy. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ của quý anh chị về cái lựa chọn này. Đấy. Cũng như là nếu quan tâm á, alo cho em đứt sớm nha, em gửi hình ảnh chi tiết, video chi tiết hơn để phục vụ quý anh chị chọn được một con xe ưng ý đúng với nhu cầu của mình, phục vụ gia đình rất là ok nha. Mua xe mà chọn đúng với phục vụ đúng với yêu cầu nhu cầu của mình á mới là điều tối ưu nha, điều kiện tiên quyết mục tiêu ban đầu nha. Rồi, bye bye quý anh chị nha.